Nhưng mà hôm nay em là với một cái tinh thần chị thấy là em không phải đi thi. Đúng là như em nói, em hát tự nhiên và em giống như là em nghĩ là có cái gì là mình sẽ thể hiện ra hết. Và chị ủng hộ tinh thần đó và chị thấy em rất là tuyệt vời, chị rất là thích em. Nếu dừng ở đây chị thấy em idol được rồi đó. Khi người ta bối rối hoặc là người ta cảm thấy như thế nào đó về một cái đối tượng mà làm cho người ta cảm thấy rung động chăng? Trường hợp này chắc để anh Trung với anh Dũng quyết định thôi. Được tốt cho nên là tất cả những nốt cao của em là đều bị chênh phô cả. Đó là do em quá hưng phấn cho nên là em mới bị như vậy thôi, chứ không phải là vì em không làm được. Chị nghĩ là như thế. Cho nên là khi mà như mình cảm thấy hưng phấn quá thì mình cũng phải tập trung vào những cái điều mà mình cần phải làm tốt nhất. Hôm nay nhưng mà chị nghĩ rằng là khán giả rất là ủng hộ cho em, và chị nghĩ rằng là em xứng đáng nhận được sự tán thưởng của khán giả với cái sự nhiệt tình của mình.